Ca sĩ Vân Quang Long qua đời để lại muôn vàn tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Khi sinh thời, Vân Quang Long từng trải qua một lần tan vỡ hôn nhân. Vợ cũ của anh là Ái Vân, một nha sĩ nổi tiếng. Cả hai đã có với nhau hai người con là bé Trác Kỳ và Trác Hy. Vợ hiện tại của Vân Quang Long là Linh Lan. Bé Helen chưa đầy 2 tuổi, chính là con của Vân Quang Long và người vợ hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao suốt những ngày qua chính là những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bố mẹ ruột của Vân Quang Long và người con dâu. Trong một clip phỏng vấn được chia sẻ mới đây, bố mẹ ruột của Vân Quang Long đã lên tiếng nói rõ về quan hệ giữa gia đình với Ái Vân và Linh Lan. Theo đó, mẹ Vân Quang Long cho biết, trong quá trình vợ chồng giận hờn thì Ái Vân cũng có quen với một người, nhưng hiện tại nó đã thôi lâu rồi, coi như không có chồng. Tuy nhiên Ái Vân vẫn cư xử với ba mẹ chồng như bình thường, nên tụi cô mới coi nó như con gái ruột. Ái Vân vẫn đưa hai con về đây đàng hoàng. Tết năm ngoái, nó về vẫn chụp hình chung cho gia đình và gửi cho Hiển, Vân Quang Long xem. Còn đối với cô Linh Lan thì tôi cấm không cho vào nhà, bởi vậy cô ấy đâu có được vào đây mà coi như con được. Bây giờ Hiển đã ăn nghỉ rồi thì chuyện đó bỏ qua. Còn đứa cháu gái, nó nói là mang dòng máu của Hiển thì kêu ông bà nội. Tôi mới nói là chuyện đó để về sau, tại vì tôi đã không chịu từ đầu rồi. Cô ấy đâu phải hợp pháp, chính thức gì đâu, bởi tôi đâu có đứng ra cưới hỏi gì. Cô ấy đâu có ở đây ngày nào đâu, bởi vì tôi đâu có cho. Vì Long mất nên người ta mới xé ra câu chuyện này, chứ thực tế cả xóm này không ai biết Long có thêm vợ nữa. Ngày trước tôi có nói với Long là ba mẹ không chấp nhận việc đó, ba mẹ chỉ chấp nhận một vợ một chồng thôi. Mẹ Vân Quang Long chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, bố Vân Quang Long cũng khẳng định, theo pháp lý và thực tế thì Linh Lan không liên quan đến gia đình tôi, chỉ có cái danh thôi. Ái Vân thì thương và lo cho chúng tôi. Nó còn nói sau này nó lo cho chúng tôi lên Sài Gòn sinh sống cùng. Tuy nhiên người thân của Linh Lan cũng đã thay mặt phản bác lại, cho rằng dù không có đám cưới, nhưng bố ruột của Vân Quang Long đã xuất hiện trong đám hỏi lần thứ hai của con trai. Ngoài ra, trong tiệc thôi nôi con gái của Vân Quang Long và Linh Lan thì bố ruột nam ca sĩ cũng đứng ra phát biểu trước mọi người. Cũng theo người thân của phía Linh Lan cho hay, ba mẹ ca sĩ Vân Quang Long đang muốn dành tài sản cho con dâu cũ và muốn đổi trắng thay đen. Được biết vợ cũ của Vân Quang Long là Ái Vân đã có hai con chung là Trác Hy và Trác Kỳ. Cả hai ở thời điểm trước khi nam ca sĩ qua đời vốn đều đã lập gia đình riêng. Khi những clip phỏng vấn ba mẹ Vân Quang Long lên tiếng việc ông bà không chấp nhận con dâu và cháu nội sau lan truyền, thì một bài đăng từ người thân quen của phía người vợ sau Linh Lan đã gây chú ý với cộng đồng mạng bởi sự phân tích rõ ràng các chi tiết. Tài khoản này cho hay, hai bác thật ra cố tình lên truyền thông, đính chính không chấp nhận chị Linh Lan là muốn dành hết tài sản và tiền mà anh chị em muốn gửi cho Helen thôi. Chứ rõ ràng bác qua Tân Lược cũng là quê của chị Linh Lan dự đám hỏi anh Vân Quang Long và chị ấy. Bác lên tới Sài Gòn đi dự sinh nhật của Helen và còn cho cháu tiền mừng sinh nhật. Anh Vân Quang Long nằm xuống thì mọi người mới lên tiếng hùa nhau nói không tốt về chị Linh Lan như vậy. Lúc anh còn sống, chắc gì ai dám nói nửa lời nào không. Giờ anh mất rồi mà hai bác không muốn chia phần cho Helen nữa, cũng không chấp nhận Helen như vậy. Anh sẽ không bao giờ ra đi thanh thản được. Nếu muốn anh được thanh thản ra đi, thì làm sao cho mẹ con Linh Lan được chu toàn và bé Helen được học hành đến 18 tuổi. Tài khoản trên bày tỏ sự bức xúc. Cũng theo người quen của phía Linh Lan cho hay, ba mẹ ca sĩ Vân Quang Long đang muốn dành tài sản cho con dâu cũ. Con trai của hai bác mới mất mà hai bác đã muốn dành tài sản để cho con dâu trước của bác rồi. Trong khi con dâu trước đã ăn ngủ với người đàn ông khác, công khai trên mạng xã hội rất nhiều. Bác nói anh Vân Quang Long trước lúc chết nói nhớ chị Vân, có lỗi với chị Vân. Vậy bác có tin nhắn không? Còn theo con được biết, anh Long trước khi mất còn nhắn tin cho chị Linh Lan là bây giờ anh muốn về với hai mẹ con. Về chuyện chu cấp cho hai con trước, người này cũng tiết lộ, còn riêng Trác Kỳ và Trác Hy, con riêng của anh, lúc ly dị, anh đã cho tất cả tài sản cho vợ cũ nuôi con rồi, còn gì nữa. Mà giờ bên vợ cũ rất giàu, bên chị Linh Lan thì không có ai ngoài hai mẹ con. Chắc chắn anh sẽ không yên lòng mà lên trời đầu hai bác à. Diễn biến câu chuyện vẫn đang vô cùng căng thẳng và dường như còn rất nhiều ẩn khuất từ cả hai phía. Và bạn sẽ đứng về phe ai trong cục diện này? Bảo vệ vợ mới của Vân Quang Long để cô và con gái Helen được hưởng quyền lợi chính đáng, hay là đồng tình với ba mẹ Vân Quang Long về việc không thừa nhận con dâu và cháu nội?
hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận dưới video này nhé. Mong rằng mọi chuyện sẽ được sớm giải quyết để người ra đi có thể yên nghỉ ở nơi phương xa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share, đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.